chống bắt nạt qua mạng, Adam Mosseri cho biết công ty sẵn sàng làm những việc đảm bảo an toàn cho người dùng trước bắt nạt qua mạng, ngay cả khi điều đó khiến lượng sử dụng đi xuống. Từ khi nắm quyền điều hành Instagram cuối năm 2018, việc chống lại nạn bắt nạt qua mạng là ưu tiên hàng đầu của Mosseri. Hôm mùng 8 tháng 7, Instagram giới thiệu tính năng trí tuệ nhân tạo mới, thông báo cho người dùng nếu bình luận của họ bị xem là mang tính công kích trước khi bình luận được đăng. Instagram cũng nói sẽ sớm thử nghiệm tính năng restrict cho phép người dùng ẩn bình luận từ người nào đó mà không thông báo cho người đó biết. Tháng 4 năm 2018, Mozzery tuyên bố Instagram có thể bắt đầu thử nghiệm việc ẩn số lượt thích như một cách để mạng xã hội trở thành môi trường bớt áp lực hơn. Trong vài năm qua, Instagram nổi lên như một phần vô cùng quan trọng đối với Facebook với hơn một tỷ người dùng hàng tháng, bao gồm 500 triệu người dùng Stories mỗi ngày. Trong khi đó, đối thủ Snap chỉ có 190 triệu người dùng tháng hàng mosuri cho rằng bắt nạt sẽ làm ảnh hưởng xấu đến uy tín và thương hiệu của instagram theo thời gian nếu không thể xử lý dứt điểm họ sẽ phải trả giá